Trong chuyên mục Chính trị và đời sống hôm nay, anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Nguyễn Thông về một đề tài rất quen thuộc, đó là dư luận viên. Tác giả Nguyễn Thông viết, con người ta chả ai giống ai, kể từ cái tóc cái tai tới suy nghĩ tình cảm. Ông bà nào mà tuyên truyền rằng phải đoàn kết gắn bó, phải đồng tâm nhất trí, phải kết thành một khối thống nhất vân 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 là xạo tiết mù nói chuyện trên trời. Trong nhà với nhau đây, chỉ vợ với chồng, chỉ mẹ với con, chỉ anh với em thôi, chỉ có mấy móng chung một góc kia mà còn cãi nhau như mổ bò. Các cụ xưa bảo, kiến giả nhất phận, phận ai người nấy lo, nên mỗi người một nghề, một lựa chọn, một cách sống, một kiểu mưu sinh. Chẳng hạn, tôi chọn cách sống thẳng, cứ có gì trái tai gai mắt là tôi nói toẹt ra, chẳng sợ bố con thằng nào ở làng Vũ Đại. Nhưng cũng có người chọn cách chuyên rình để mà mắng mỏ tôi. Chỉ đợi tôi hở ra điều gì trái với họ là họ súng vào mắng mỏ. Nặng thì rủa xả, vô học, nhẹ thì lý luận vòng vo nhằm giác ngộ kẻ cứng đầu. Người như thế tôi kệ. Mình có việc của mình, họ có việc của họ. Chỉ họa hoằng lắm mới biên vài chữ trao đổi mà thôi. Hôm rồi có một dư luận viên vào nhà Facebook của tôi. Sau vài câu mắng mỏ đúng kiểu dư luận viên. Anh ta hoặc chị ta, bởi vì không mấy ai biết được giới tính của họ. Anh ta hạch hỏi rằng ông hay nói về chiến tranh Nam Bắc, vậy ông có biết để có cái ngày toàn thắng ta đã phải trả giá xương máu đắt thế nào không? Ông có cầm súng ra trận ngày nào không mà dám chê này chê nọ? Không một ngày cầm súng thì đừng mở miệng, không cầm súng trốn ở hậu phương chỉ là đồ hèn. Đại loại như thế, cứ mắng xa xả như vậy đấy, kiểu người Bắc có lý luận mà. Biết gặp phải anh AK-47 cùn rồi nên tôi không hơi đầu tranh luận. Tôi chỉ bảo, thưa anh chị mắng tôi thì mắng, chứ đừng có xúc phạm đến thủ lĩnh cao nhất của anh chị nhé. Hỏi ông ấy xem có một ngày cầm súng ra trận không? Tôi chưa ra trận, chưa cầm súng bởi có lý do chính đáng của tôi. Đó là chưa nói cần phải xem xét lại cuộc chiến tranh nồi da sáo thịt. Khi ấy không phải ai cũng cầm súng. Không có người ở lại hậu phương đi cày đi cấy, nộp thóc nuôi quân, có mà các ngài chết đói ngoài chiến hào ấy. Đề nghị ông thượng tướng giáo dục ngay cho cái đội ngũ AK, đừng có sỉ vả chửi mắng ngu si như vậy nữa. Nói như thế bằng tát vào mặt ông vua đấy.